hiện tại thì cơn bão số 3 thì đã bắt đầu tiến sâu vào Hà Nội. Dự báo vào trong chiều và đêm nay thì cơn bão số 3 có thể gây ra ảnh hưởng cường độ gió từ cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14. Như quý vị có thể thấy thì ngay tại đây đường phố Hà Nội đang rất vắng vẻ người dân. Và do ảnh hưởng của cơn bão số 3 thì nhiều cây cối cũng như là nhà cửa đang bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Những thông tin mới nhất liên quan đến cơn bão số 3 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên cơngthuong.vn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Với thủ đô Hà Nội thì cái tác động của bão sẽ chậm hơn so với lại cái khu vực ven biển, và đến khoảng từ 15 đến 16 giờ trở đi thì bắt đầu có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7 và chúng tôi nhận định có khả năng có cái gió giật cấp 9, cấp 10 khu vực thủ đô Hà Nội. Với cường độ hiện tại, bão đang cấp 12, 13, gió giật cấp 14 là rất mạnh. Trong thời gian tới, di chuyển sâu vào đất liền sẽ còn mạnh cấp 9, cấp 10. Ngay tại Hà Nội cũng sẽ có gió mạnh cấp 6, 7 và giật cấp 9, cấp 10. Đây là điều rất hiếm thấy, đặc biệt với tổng lượng mưa dự báo là khoảng từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Cái tình hình mưa thì cái thời điểm từ nay trở đi sẽ là cái điểm mưa lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Cái thời điểm mưa lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dồn dập từ nay đến hết tối và đêm của ngày mùng 7 tháng 9. Từ chiều và đêm nay thì mưa sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây Bắc Bộ và mưa trong cái đợt này sẽ kéo dài từ hôm nay đến tận ngày mùng 9 và cái tổng lượng mưa thì vẫn duy trì trong khoảng từ 150 đến 350 mm và có nơi trên 500 mm. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt lũ, ngoài ra các tỉnh vùng núi Trung du Bắc Bộ như khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra đợt lũ quét, sạt lở đất diện rộng, thời gian tới sẽ nguy hiểm về gió mạnh và mưa lớn rất nhiều, người dân cần hết sức đề phòng.